bạn có sách về thuyết trình, bạn dạy về thuyết trình. Nhưng mà tôi nghĩ là cái bài trình bày vừa rồi của bạn có thể nói rằng là một thất bại. Bạn đang bán sản phẩm của mình, bán startup của mình, bán cái doanh nghiệp của mình. Nhưng bạn không thể làm được cho khách hàng hiểu cái sản phẩm của bạn, cái bản chất của nó như thế nào, đem lại lợi ích gì. Mà chỉ đem lại người ta cái cảm giác rất là tiêu cực, cảm giác phi lý và cảm giác là mình... Các cụ có câu này là cơm áo không đùa với khách thơ. Em biết câu đó ạ. Tôi rất thích được ngồi đàm đạo uống trà với bạn. Chúng ta ngồi nói chuyện về nghệ thuật, về âm nhạc, về hội họa. Nhưng tôi sẽ không muốn dành bất kỳ một phút nào để nói chuyện với bạn về kinh doanh. Tôi sẽ không đầu tư. We also have a bit of internal back-end support in our operation, but it's still very far from where we want to make it to us, which that's pretty much in place. But the back end is where we want super enhanced so that we streamline our operation on buying, right? From all the point from buying to managing inventory all the way to selling the motorbikes. How do you define your business model? So we define our business as a tech business. If you define your business as a tech business, then I also have a little bit concern about this. The technology in this case cannot transform much. Usually people go online to classify ads website. They find information, they directly contact each other, and they meet each other to do the transaction. And before they buy the motorbike or the car, they will bring it to a nearest workshop, right? And ask the local mechanic to check it for them with some fee, like 100,000 Vietnam đồng. And you know, they get the professional advice from the local mechanic, and they solve it very easily without need to go into platform. Purely C2C, but your business model is more like C2B2C, right? It's more like trading model. Unfortunately, your cost structure is very high because you have to employ many, you know, in-house mechanics, right? And also you have to use your cash flow to buy the inventory, and you have the inventory time of 26 days. And so on. So it makes your business more like, how to say, capital intensive. It's hard to compete with, you know, the C2C market over there. Doing what we do. One more additional comment to Jacques Louis. Actually, I don't think that his business can now even have the PE evaluation because the business is still bearing loss. Tôi có cái concern lớn nhất đó là về vấn đề mô hình kinh doanh. Bản chất cái mô hình của bạn ấy là mô hình kinh doanh kiểu O2O. Online to offline, cái kết hợp đó có mới chỉ gọi là mô hình live, là hybrid giữa một mô hình kinh doanh truyền thống và được hỗ trợ bởi công nghệ mà thôi. Thì chính vì vậy nên là với cái business của bạn ấy, thì tôi thấy là cũng đang có những vấn đề rất là trọng yếu về mặt mô hình kinh doanh, và tôi quyết định không đầu tư.